Ơi, điều này chào mấy bác nha. Thì khoảng tuần nay phải đến em phải bán được khoảng 10 con như thế này rồi. Thì đây là con IE46, để em làm một clip này để mấy bác có cái nhận định để nhìn vô một con máy từ Nhật nó như thế nào. Thì đây là con Echo IE46 sản xuất ở Nhật luôn. Và dòng máy này lên đến 42 ly, 46 cc, máy bự. Ống cần lên đến 28 ly. Thì có rất nhiều khách rất là thích cái dòng này, bởi vì biết dòng nó xài gần như có anh mẹ phát bất tử luôn, bao nhiêu năm trời nó không có rung rinh gì đâu. Nên là lời em khuyên mọi người thì nên, nếu như mà có tiền, có tài chính thì qua hẳn máy như thế này mà xài cho nó chất lượng, cho nó ngon. Rồi ok, quảng cáo sơ thôi. Rồi thì con này khách ngoài Bắc ủng hộ, khách ngoài Bắc nha, chứ không phải Tây Nguyên đâu. Đấy, ủng hộ cỡ vậy luôn mà mấy hôm nay bán gần chục con luôn, ghê thiệt. Thì mọi người có thể quay ủng hộ bên em, giá bên em rất là hữu nghị, nó chỉ khoảng 6 chai. Đấy, người ta gọi là 6 củ một con. Thì cần nó là đi theo quần rin của IE46 luôn này. 6 triệu là bên em bao ship tận nhà, rồi báo giá cho nhanh vậy. Rồi ok. Thì nó đi theo của nó là có cả giấy bảo hành đồ này nọ lung tung, nhưng mà bên em á thì mọi người biết không, bên em là em không cần phải điền vô đơn này đâu, bởi vì bên em á là em đã có bảo hành trên hệ thống rồi, nên là bên em không cần phải viết hóa đơn, không cần phải viết gì đâu, để này đến tay khách hàng tự bảo hành, có nghĩa là bên em bảo hành. Thì thường là em ném vô cho khách á, là em ném như này là xong này, Yamaha này đấy. Thì thường á là bên em bảo hành trên hệ thống nha. Đó, có số series của máy hết rồi. Đó, số series máy. Đó. Số cần này nọ tung thì nó đâu vô đó hết rồi, là bên em sẽ bảo hành. Hư hao bên em chịu, nó có series hết nên mọi người yên tâm. Đấy, nói thẳng ra là vậy cho nó xong. Thì mọi người thấy là 808 này. 033808 đây. 033808. Đấy, mọi người thấy chưa? Là yên tâm, Make in Japan. Thì mọi người yên tâm về chất lượng nó nha. Xài những dòng này khỏi suy nghĩ gì đâu. Đó. Thì dành cho những anh nhiều nhiều tiền một chút thì giá 6 triệu đâu có nhiều. Thực ra đi về làm phát cho người ta thì ví dụ 10 ngày là mình có thể mình lấy vốn được con máy rồi. Đó là chuyện bình thường. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video. IE46. Nguyên com lê nha, đủ cân, đủ đồ, đủ tiếp buri, đủ lục giác, đủ coi như là chắn cỏ, chắn đồ, coi như nó đóng trong kia kìa. Đủ hết, không thiếu món gì hết. Là xấu cũ. Rồi, ok, cảm ơn mọi người.